has got me charged up. Và hiện tại mình đang là giảng viên của trung tâm ADSJ. Trong tháng 1 này thì ADSJ sẽ mở hai lớp hip hop dành cho các bạn nhỏ từ 6 tuổi trở lên. Và như các bạn đã biết, hip hop là một bộ môn đã du nhập vào Việt Nam trong thời gian khá là lâu và ngày càng trở nên phổ biến và được các bạn nhỏ cũng như là các bạn trẻ cực kỳ yêu thích. Và hãy đến với lớp của mình để cùng trải nghiệm trở nên cá tính và năng động hơn.